Chào các bạn nha, bạn Nấm vừa được mẹ mua cho chiếc lều nhỏ xinh này. Hai anh em, chào hai anh em Mộc Nhí và Nấm nha. Hello, hello. Hello, hello. Thôi bố ở ngoài, bố quay video mà. Để xem nào, xem bên trong lều có gì nào. Ồ, mái lều. Ồ, em lại cầm nhấp nháy á. Quấn nhấp nháy mà em đấy đâu. Anh quàng vào đấy. Không quàng vào cổ em thế. Không quàng vào cổ nhấp nháy em. Cái cửa sổ này, hai bên cửa sổ à. Cửa chính này. Ba cái cửa sổ chứ đúng không? Có ba cái cửa. Ba cái cửa sổ và một cửa chính. Đúng không? Ở bên này thì không có, phía sau thì không có cửa sổ. Hello, hello. Yeah. Thích không? Mà Nấm thích không? Chiếc lều. Tối cho Nấm mê mà Nhí ngủ trong lều nhá. Được không? Thôi đây hai anh em ngủ trong lều này nhá. Được không? Được không? Không, cả nhà sao ngủ được. Cũng ngủ trên giường chứ. Rồi vén cái cửa này ra cho nó thoáng con ạ. Ôi dồi, ôi dồi. Mà hơi yếu nhỉ. Lều này thì hơi yếu đó. Lều như lều hoàng tử ấy, Nấm ạ. Lều này gọi là lều hoàng tử nhỏ xinh. Em ơi. Em ơi. Lều hoàng tử cho bé. Hoàng tử cho bé à. Có cả một chiếc quạt nhỏ xinh ở trong đấy nữa. Đấy, mát không? Hứ. Em ơi. Hello, hello nào. Mộc Nhí ơi. Lều nhỏ xinh. Vén cái cửa này ra. Vén thế này cho nó thoáng. Em ơi, em làm gì đó? Ủa? Ô, em làm đấy ngủ à? Chú ơi, con đâu? Em ngủ căng căng ở đấy à? Con chú, bố ơi, thích chú ơi, con đâu? Voi con đi đi. Đâu, voi con đâu? Úi, lại còn con gấu nữa. Ba. Úi trời. Tôi vừa tắt nha.